Rồi hello chào anh em nha. Hello, hôm nay có anh mấy anh em ở xóm mình tập trung, anh em mình sáng ngầu uống cà phê uống nước trà, cái rảnh rảnh kêu bạn hôm nay thèm món bánh xèo tôm đất quá nên sáng giờ anh em mình ra qua chợ mua 2 kg tôm đất. Anh em, anh Hiền thấy tôm bự không? Đủ, tôm đất là giá trị, tôm giá trị luôn thiệt. Anh em đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi anh em ơi. Tôm đất mà ăn với cái mém nêm này là mém nêm này là hết thuốc luôn. Này làm cái ke vô. Ke mấy phê anh. Hết thuốc, giờ chưa hết mà nó chảy nước miếng nè. Miếng hả? Tôi thiệt nè. Tàu ơi coi này, tàu nó thơm mém nó thơm này. Đây, anh em. Anh em màu mèo đẹp nữa hả? Tỉnh nén chanh vô tỉnh ơi. Đây, mình có giả ớt tỏi. Đường và mình bè một ít thơm vô. Rồi, ok. Anh Hiền khui giùm nhà nép ra cho em anh Hiền ơi. Anh khui sẵn. Ôi, nó chảy nước miếng này. Rốt từ từ anh. Ồ, ui da. Mà mém đỏ đẹp ha. Dạ, nó kẹo anh. Rất là dẻo. Ừ. Rồi. Trời ơi. Mém phức luôn. Thôi phức. Đụng nó chảy nước miếng thì cái đẹp. Đụng mày. Vừa khui ra là chảy nước miếng nè. Đây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình đổ bánh xèo nha. Hôm tôi nhậu xe mà sáng nay tôi thấy tôi cũng thèm mà tôi cũng quằn đây. Nghi ngút luôn. Mình làm đổ ba bếp mình ăn tới đâu mà đổ đâu mình ăn tới đó như bè hôm với anh Hiền ơi. Ừ. Bánh xè đây mà ném ném là miếng ngon. Quậy lên chứ. Quậy quậy bầu lên chứ. Quậy cái bầu cái này, quậy bầu cái tao quậy cái trắng mém. Tao thấy trắng mém tao thèm. Thèm quá. Đổ mặn mặn ra đây rồi. Đó. Ủa, còn ớt không? Thêm ớt vô chứ. Thêm ớt vô. Trời camera ơi. Ớt vô đi, ớt vô đi. Mình ăn hung dữ anh đòi ăn ke ta. Không, ở đây ớt hơi ít, này phải ke vô. Ớt nhiều vô. Tôm nhiều nhiều ăn mới đỡ này ơi. Ừ. Này mình không có gì ngoài. Đưa anh check ớt thêm cho em. Em tôm cho vô nhiều nhiều ơi. Đưa kéo mà kéo đi. Anh em xem. Vừa đâu phải không? Ờ, anh em, máy mày nhúng luôn hả? Rất là kẹo nha anh em. Ủa bánh xèo mà nhúng nước chi? Không, ý là chạm nó ai muốn cuốn bánh tráng cuốn, còn không cuốn thì thôi mình ăn riêng. Giờ xét ớt vô luôn có tô hay là xét để ngâu riêng? Xét vô tô cũng được. Tô luôn ha. Tô luôn. Thử thách thứ là chiến thần ăn cây luôn nha. Chiến thần ăn cây luôn. Rồi cho nha. Xem thử dính không nha anh em. Rồi nó hơi cháy. Không sao, lửa nó hơi tốt nha. Cái đầu tiên coi như mình thử chả nha, không có sao anh em. Coi như mình thử chảo. Trời ơi. Ủa? Mấy bữa thấy có tím mà toàn. Quen. Camera đã hái cái tím vô anh Hiền đi. Trời ơi tết. Phục vụ anh Hiền. Phục vụ anh Hiền tấu ra. Ôi. Tím đi. Cái đầu tiên coi như mình tráng chả nha anh em. Rửa tốt quá. Cái đầu tiên coi như mình tráng chảo. Rồi được. Anh Hiền ơi, nhóm néo anh Hiền. Từ trời ớt tím rồi vô rồi. Tao dùng đỡ đi anh. Không, trời ớt tím đầy đủ vô mới ngon chứ. Anh em thấy ăn như kiểu bè hộp ở quê nè. Ăn tới đâu mà má đổ tới đâu là ngầu. Ra cái nào là mình dứt cái đó. Rửa nó hơi tốt. Đây, chắc mình đổ hai chả thôi. Nhiều quá cái mình sợ không kịp ăn, cái nó cháy. Ăn không hết. Chứ không nhiều quá không kịp cái nó bị cháy. Tù sáng mua mấy ký hả? 2 ký anh. Được. Má tôm đất này biết nói luôn mà. Rồi, đây anh em. Trời tôm này. Bóc khóa nè. Đang bến. Ừ. Anh em xem cái bánh xèo chắc là. Ê em. Chắc ớt nhiều vô đúng không? Rồi, trời ơi. Thêm rau rau này nữa. Thêm rau sống đi em Tấn ơi. Lắm. Má anh ngồi bắt chứ không biết cuốn cho bánh này đâu. Anh em không. Thấy bánh xèo tôm đã không? Mình mà đó, ra cái này được rồi đấy. Mình mà ra bếp là mình ăn không được, bởi vì ngồi đó người ta nấu không cay vậy đó. Mấy hôm mình ra bếp có chén đang tỉnh. Bẹp thêm ớt mà. Múc cái mém vô chén á. Chén này. Cho tôm nó rang cho anh chín trước anh này. Ớt dày ngon. Ôi.
Đó. Tại sao mà người ta gọi bánh xèo anh em? Bỏ dầu vô là đổ bột vô là mới làm cái xèo gọi là bánh xèo nha. Nè giống anh ơi. Từ để múc ớt rồi vô đàng hoàng. Ngon chứ. Ồ, mà sáng mẻ quá nha. Được chưa? Cho anh thêm giấy ớt này. Trời ơi, ngon hai quá. Hai cuồng đổ dư sức đó. Rồi. Đó. Đâu, không xe đâu. Đây này. Trời ơi. Dùng này Niên ơi, đây đây. Từ. Ồ, ném. Ném. Đục, chết trời ơi, ném quá. Ở đây là có chủ vật liệu xây dựng cái bình nha anh em. Trời ơi, ném. Anh dân đầy da mà dân dân giả đấy, thích dân giả. Trời ơi. Mời đi em nha. Chị Lan có ra anh Hiền. Chị Lan hả? Ờ. Anh gọi Út, em gọi giùm cho chị Lan chứ Út. Út vô kêu bà Tám rồi bà cô Yến rồi ra. Đây. Đục, mà nó ngon hàm quá cái này nè. Ồ. Chấm nó đậm luôn cái đã. Đã không anh? Ngon. Ồ anh em, bánh xèo vậy mà không chất lượng luôn. Lượng bên ngã Hiền, đó. Chấm vô à. Cho kêu bà Tám bà Yến ra. Ôi. Tôm nhiều quá cái mình cấp lại không được anh em ơi. Mảnh này nó thơm kìa nha. Thơm không? Thơm à. Nãy mở ra cái thấy nó bè mùi mình thấy nó chảy nước miếng liền. Anh em thích mắm này cứ liên hệ Zalo của mình nha. 0937. Mà cái mèo nó cũng đẹp nữa. 686 139. Mình anh em muốn ăn anh em cứ mắm này thơm kìa. Cái bạn Zalo của mình. Mình xin là người trực tiếp lên đơn cho anh em nè. Tôm nhiều quá cái mình gấp không được anh em ơi. Đó. Tôm quá nhiều luôn. Dùng đi, dùng mạnh đi chứ. Đây gọi là đúng bánh xèo luôn anh em. Đặt tôm luôn. Ăn tới đâu mình lượm tới đó thì này gọi là bánh xèo tôm là bánh xèo một nửa tôm một nửa không? Đây gọi tôm bánh xèo đi. Tôm bánh xèo. Wow. Trời ơi. Đặt tôm luôn. Ai có dập con tôm ra mới tìm được miếng bánh xèo này. À. Chủ yếu là ăn bánh xèo mà chơi về ăn tôm không à. Vậy ít tôm lại đúng không? Ừ, ít tôm lại đi. Ờ. Tôm nhiều quá. Tôm nhiều quá ăn ngang ngang đúng không? Anh Hiền dùng tiếp đi. Từ. Dùng liền nhá. Này đúng ngon á. Mém ngon này, mém ngon này. Ngon không? Mém ngon. Mém này mà chấm thịt luộc, rau luộc đâu anh? Mém ngon. Đùa, tụi ăn mấy khoát mà nửa chén mém liền đúng không? Ờ, anh em cho mình xin một phút quảng cáo sản phẩm mực riêng của mình luôn nha anh em. Đây là mực riêng bên mình. Anh em có nhu cầu mua mực ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo của mình nha. 0937 686 139. Anh em có mua về bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng để làm mồi nhậu này, ăn với cơm rất là ngon nha anh em. Anh em không cần gọi điện hay là kết bạn Zalo mình đâu. Anh em cứ vô đây nhắn tin trực tiếp cho mình. Anh em nhắn tin số điện thoại, thêm ra địa chỉ nè. Anh em muốn mua số lượng gì, anh em muốn mua mực rim hay mà mua mắm thì anh em cứ nói mình sẽ là người lên đơn cho anh em nha. Nhiều ái quá. Nhiều tôm quá. Đâu, em rút kinh nghiệm em sẽ cho tôm ít lại. Tôm ít lại. Chứ tôm nhiều quá thành nó động quá anh Hiền. Tôm nhiều quá cái. Đó. Tôm ít lại rồi, rút kinh nghiệm cho tôm ít lại. Đó. Giờ cuốn cái ngon này. Cuốn hồi nãy tôm nhiều quá. Đó, rồi đây. Ờ, có má mình rồi bà cô nữa rồi. Ăn cái khác gì mới ngon này. Trời ơi. Đây có má mình. Rồi bà cô nữa. Bánh xèo thần thánh. Dạ, bánh xèo thần thánh. Không, ngồi xuống đi luôn em ơi. Tôi kiểu bao nhiêu mém này không đủ á. Không đủ mém đi. Thêm mém nhà mình sản xuất được mà anh Hiền. Ừ. Mém nhà mình sản xuất được mà. Rồi thêm mém vô. Út vô kia là mém đòn, út còn đòn á. Mấy người còn gạch ta ăn bánh mì thần thánh mới được. Dạ. Sao má, thấy ổn không? Rất ổn, nhưng mà lớn hay nhiều hả con? Không sao má. Con bị mở quán bán bánh xèo đây mà. Ôi trời, con nhiều dữ. Ờ. Ừ, tôm nhiều quá. Tôm nhiều quá hả? Bớt là tôm lại. Bớt tôm lại còn nhậu chứ. Bà Yến. À, dùng đi bà, có chán cái một mém bà Yến. Mém thiệt là cây vô nha. Thiệt cây mới ngon.
Sao lấy ghế ngồi được em? Kia có đòn kia. Anh Yên đòn kia anh Yên. Đây. Nào cuốn luôn đi má. Bà Yên cuốn luôn bà Yên ơi. Dạy đông vui anh em ơi. Qua qua tỉnh làm cho hai bà cuốn đi. Trời ơi. Ớt nhiều vô đi. Đây. Hấp dẫn quá, nhìn hấp dẫn quá nha. Nãy mình cắt gần hết. Bà Yến cuốn đây nha bà Yến. Rồi bà cuốn đây. Ăn với một mình con lúc mà bốn người mà ăn không ăn không à. Hết mà đấy ta nghề lên. Lên quá. Lên quá lên nha. Đặt luôn ha. Trong nắng mới ăn mới ngon nè. Ừ. Ăn trên bếp thì mới ngon. Bà Yến lụm. Sao ra sao rách cho bà Yến? Bà Yến lụm nguyên miếng luôn nha. Ba người nguyên miếng. Dạ. Trời ơi. Mình rút kinh nghiệm theo theo góp ý thì mình sẽ cho tôm ít lại. Tôm ít lại dễ cuốn hơn. Dạ, dễ cuốn đúng không? Tôm nhiều tôm quá cái thành ra. Ơi, cuốn bà ba nữa kìa. Vô bà ba ơi. Bà đã kêu rửa tay rồi vô. Bà mang hả? Sao vậy? Ghép cho anh tới em. Đây. Rồi anh. Lên. Dạ ba đang xe rồi ba. Để nào đây. Dạ, nhúng lại luôn. Trời ơi. Ớt cho đây chị mới ngon nè. Ba ba mang rồi ba. Dạ để con chạy một lúc chạy con ba ba về cầm ba ăn nha. Dạ. Mém thơm rồi ba. Thằng cái mém này cái mèo nó cũng đẹp lắm. Để vô ăn vậy. Cuốn về cho chú ba. Ôi anh em, theo góp ý thì mình sẽ cho tôm ít lại, nhiều tôm quá máy ăn nhanh ớt. Hấp dẫn quá. Đó. Rồi ăn, mời cả nhà nha. Úc ơi vô lấy, hôm nay chạm gói tài lá chuối cũng được, gói cho ông bà mà ít vô tài lá chuối. Gói mà tài lá chuối vô, lá chuối kia nè. Dài không ta? Nó chạy nước rồi má. Cái nóng đầu hết một chén mém đầy luôn á. Hết một chén mém luôn á. Anh Hiền ăn hai mém quá. Dạ. Trời ơi cô già ăn ớt dữ vậy cô. Trời chết đi chứ ớt. Đây là tâm ăn ớt. Trời ơi cô coi chén mém con này. Nãy một đầy một chén à. Thấy luôn. À, trời ơi. Thơm ở đâu mà làm như chén mắm của anh đại gì ta? Má mình sẽ gói cho bà ba đem về cho ông ba ít cá. Anh em lúc trước có xem clip của cây xương dược mình là ông ba mù anh em. Ông ba mù nè cũng yếu rồi. Xong em sắm được ngày nào sắm. Đó. Sao anh em? Đúng rồi. Anh em nào có nhu cầu mua một rim và khám độc thì cứ liên hệ Zalo mình nha, 0937 686 179. Mình sẽ là người trực tiếp lên đơn cho anh em nha. Anh em cứ không cần gọi điện hoặc là kết bạn mình đâu. Anh em cứ vô Zalo nhắn tin số điện thoại địa chỉ và anh em muốn mua sản phẩm gì thì anh em cứ nhắn tin mình sẽ là người lên đơn cho anh em. Đó. Trời ơi mà. Ăn dày mới đã. Ăn dày mới đã. Ăn dày sao nào mập. Con giảm cân mà ba. Dạ. Con đang vô chế độ giảm cân mà. Mém bếp bây giờ bếp. Cái mém không có vô bếp gói quá cho ông ba. Ui. Cái mém này mình qua từ đầu một lần là nó ngon. Dạ đúng rồi, chỉ chăm vô nó mắc ngon. Ừ, cái mình chăm vô lần mình chăm vô là nó không bền cái lúc đầu. Ngon. Đó, thì ấy mình quậy bọc đều lên nha. Bây giờ bếp hai chậm lại rồi nha. Bếp hai chậm lại rồi. Đúng là bánh xèo đổ là làm xèo xèo rồi bánh xèo nha anh em. Ồ, dạ ba ba. Cái bánh xèo này mà gặp cái mùa mưa nha. Dạ mùa mưa. Đâu chứ đừng nói nữa, hết thuốc. Hết sảy mùa bảy á. Định chiều nay mưa mới đốt hết chứ mà thôi đó bụng quá. Đó bụng quá đốt luôn. Tái đạm u rồi sáng rồi có ý tưởng nó xèo được mà. Là ý tưởng liền mà anh Hiền. Do bây giờ ngoài Bắc trong Sài Gòn là dưới Hà Nội là đang hai đầu đang mưa hết á.
Chỉ có miền Trung mình là đang nắng thôi. Đó, bà Yến dùng bà Yến ơi. Mà đúc không kịp cho... Không không kịp cho chờ... Không phải do gả cho bà ba. Bà ba chứ không phải đâu. Đó. Thôi cứ nhường cho hai cô bà ăn. Mình còn ăn rồi từ từ mà. Đây đây. Mình chuyển qua chấm bánh tráng bánh đục. Không, phải chấm đấy có rèo đồ vô mới ngon. Ăn không cũng ngon. Không công nhận mém mà nó mèo nó đẹp mà nó lại thơm nữa. Nãy mở ra cái nước muối rồi liền mà. Không, cô cứ ăn đi, từ từ con từ từ. Mắc mới gì già mà nhường cho trĩ. Đúng không? Trĩ nhường cho già chứ. Này, đúng rồi. Dạ dạ. Đã tàu tôm nó chín rồi. Tỉnh rồi nãy giờ mấy cuốn thấy lơ lơ vậy. Dạ có miếng kìa mà lơ. Ha. À ha. Đây là lơ là để chờ chứ không có nhìn vô không? Đây. Khoái chờ. Nóng nóng đó. Ngon lắm, mời cả nhà ăn nha. Đây. Em cuốn này, em cuốn này. Đây đây, cái đây mềm này. Trời ơi, còn nãy thấy ớt còn xin thêm, còn làm cá bẩm ớt mới đúng đồ. Anh điền đâu? Anh điền đâu? À, có rồi điền. Từ từ, từ để mấy cô xử gì? Đang cuốn mà. Không, cứ mấy cô. Ăn đi anh. Còn từ từ bình tĩnh mà. Không ném ném ăn mới đỡ chứ. Từ 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 con coi thử cái miếng nào nó mềm mềm hả? Cô để cho con. Đây đây đây. Trời ơi ơi. Hốt trùng mới đen nữa vô. Trời ơi. Kẹo con đét lên nhau cho cái rỉ ra nha. Kệ nó. Có đét có rỉ ăn ngon miệng là được rồi cô ơi. Hấp dẫn nha. Trời ơi. Xeo xeo. Đù một cuốn này nếu mà ở quán người ta bán chắc cũng cái cuốn mình này bà chọc qua chê mừ tôm nhiều à. thì vậy cô ạ à. À, bây giờ thấy chậm lại nha, bây giờ đút lên lại rồi nha. Sao no nhanh vậy? Đó ăn thoải mái. Mà dứt để ra dài này ăn ngon. Trời ơi. Bây giờ dư dư bánh xèo đó nha. Cái tôm đất rất là ngọt. Dạ. Yeah. Thấy nhúng cái như bè hôm anh em. Đấy cái chuối à. Theo yêu cầu mình cho ít tôm lại. Bột cũng vừa tầm thâm đặc thâm lạnh. Ồ, vậy là ngầu đây là ai cũng ăn ớt. Vô địch hết đó. Vô địch chứ nào. Ngon không bà Yến? Rất là ngon. Lần đầu tiên bà Yến được ăn bánh xèo rất là ngon. Hết hết chân mém luôn ạ. Không, tôi ăn hết chân mém là sao ăn ham mém với điện hả? Mém ngon mà. Cho thêm dầu ê. Một chén mắm ăn hết luôn rồi ha. Thì ăn ham mém quá. Mém ngon mà. Ngon ăn hào quá. Lâu lâu mình ra cái lò mém á là mình ăn mém miễn phí mà mất mấy gì. Đúng rồi. Ôi trời ơi. Mém đắt mém quá anh em ơi. Húp nữa mới ngon nè.
húp mém luôn mày. Ừ. Mém mà húp luôn à. Thôi. Cả nhà nha. Đã. Hết mém nha. Chén đầy rồi hết nè. Húp mém luôn à. Anh hiện cho mém mà húp luôn à. Ừ. Rồi. Hết mém. Sao không ăn nữa nè? Rửa tay chứ. Không ăn nữa hả? Không, ớ rồi. Rồi rồi đi, cho mượn cái mic, cho mượn mic. Đây 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 đây. Đây. Ào, chuyển qua mới cho má mình. Đúng rồi, bây giờ mình ăn nhau mình uống nước mới ngon này. Ăn đồ nước mới ngon hả? Cá một miếng ngon. Cho ăn luôn Út. Cho ăn. Cho ngồi ăn. Đồ hàng cho em. Cho ngồi ăn, cho ngồi ăn. Sao tỉnh đầu hàng luôn hả? Tám cuốn hả? Tám cuốn vậy? Hả? Nhiều thế. Đây chị gió nè anh em. Gió lâu 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 rồi ghé chờ một bữa. Lâu lâu thì chị gió đi cũng có đó. Thấy bánh xèo ngon cái sáp liền. Út nãy giờ em cứ nhìn nhìn anh em cười em chịu ăn vậy. Giờ mới giờ. Ở nhà một cái mùi bánh xèo chảy ra. Trời ơi, mấy con uống nước dạ. Nha. À để nước qua anh, không cần đâu. Dạ dạ. Tôm ngọt quá. Liền làm một giây đã đau luôn anh Hiền. À. Đổ ra. À, quốc đây quốc ơi. Có khi nào cả nhà đi làm về chưa ăn trưa nha, anh thấy mình ăn nhìn hấp dẫn. Anh đi ngâm bột cái đúc ăn. Còn không mà rau quát. Đó. Wow. Ui. Wow. Trộm gió. Phu nhân trộm gió ăn. Hấp dẫn, hấp dẫn. Tôm đất là ngọt. Tôm đất là đóng xe đỉnh cao mà. Ở trong An Nhơn là người ta đúc tôm nhẹ, con tôm còn sống người ta bỏ vô cái chảo nhẹ và đổ bánh xe vô. Sao? Nêm chục ngàn nó lát. Bà Yến ơi, no rồi vậy? Biển là biển ăn một cái nó thôi, nhưng Biển đang coi Út Trạm ăn đã. Út Trạm ăn ngon lắm á. Ai mà biến ăn á là nhìn Út Trạm là xuyên ăn liền. Sao lơ thấy đâu? Bị bánh xèo ứ đâu? Ung tác đâu? Không tới đâu, ăn không tác nữa. Ung tác ăn nữa cho. Ung tác giao thông đâu? Dạ. Ung tác giao thông đâu? Chưa đâu, chưa ung tác ra. Giờ toàn phải làm thử mấy miếng. Ông ngoại đang chờ. Con ăn chưa? Dạ bà Yến đâu cứ dùng đi. Anh lát bánh xèo đắng. Đó, quay út cuốn này em ơi. Lát giá trị luôn. Lát coi cả nhà, coi ớt nè cả nhà. Trứng mém thêm cho út cho. Không ăn nhiều đâu, nhiều đâu. Húp thêm tới gì? Mém húp luôn à. Húp hết á. Trời ơi, húp nè. Cả nhà nhìn ớt nè. Húp thấy còn loài ớt. Trời ơi. Ớt này. Mém này chấm thịt luộc cũng ngon anh em. Thịt luộc rau luộc à. Nói chung là mém này chấm cái gì cũng ngon. À. Ồ, mà đi nha. Mày cả nhà. Ồ. Ừ. Ừ, nó đã. À, bây giờ ung tắc giao thông thì mình đổ một chả luôn. Trạm nó lụm cho ba ít lát ăn luôn má. Ba đang chơi mà. Dạ. Sao má, no rồi sao vậy? No. Làm cuốn nữa. Thế no rồi. Thôi, làm cuốn nữa đi. Má ơi, mời cả nhà nha. Bánh mì, à, bánh gì? Bánh xèo, bánh ăn lòng thánh của Toàn Đen nè. Ngon quá. Quá đã. Con khi nào camera ngồi thấy nhịn thèm hả mẹ? Chảy nước miếng mẹ. Có vậy à? Có khi nào camera chảy nước miếng không ta? Tại
em sắm thần thánh nữa đúng không? Chợ đây là mắm mắm độc chứ không phải anh em nào có nhu cầu mua mực rim với mắm độc ủng hộ mình thì cứ liên hệ Zalo mình nha, mình sẽ để dưới góc trái màn hình đó. Ôi à. Nhà trong cái miếng ớt nó tím nó thơm mà nó kê quá. Đổ vô đây. Đổ vô về cho ba. Cho ba. À. Thì má cuốn nó. Hai cuốn đi, sờ mập đi. Nào Út quay đổ đổ giùm tao đi, tao giờ tới lượt tao thấm vị rồi. Ai, thì tới lượt mình nha anh em. Tìm ớt vô đi. Xem mắm đi, anh Hiền chủ đáo quá. Ôi, nhiều đâu. Ê, tiếng ớt đây vậy mà. Ở đây nói chung đưa chén con tôm này. Đây, chắc liền con tôm này. Đây. Con để nó cắn nạn chứ. Ớt tím này anh em ơi. Chút thêm vô. Nó cũng chẳng chú ăn ớt. Đợi ba mềm một xíu á. Sắp ra. Dạ con bánh tráng đây mà biết. Quá trời đây mà. Đây nè, đây nè. Con nhúng à, này. Con nhúng đâu? Con không ăn nữa nhưng mà con nhúng. Không, à, con nhúng đâu? Con quấn cho nó dễ. Dạ, cho con xíu ra bà biết. Con ít không? À, đúng rồi. Cho con. Ồ, ít ra thôi. Tay nghề đỉnh cao nha. Anh em ơi. Tôm, quá trời tôm luôn. Để cái đây đút lại. Để nửa tre ở đây lại. Đó. Cuốn nha anh em. Đút vào đây cho ông ngoại. Ôi. Đói quá. Mời anh em nha. Em xem dân mắm này. Tám phải lóc một cuốn nữa là tới cần cổ luôn. Bởi vì ngon quá thành ăn rác. Ừ. Có gỡ không? Mắm này nó quá phù hợp với bánh xèo. Phê. Bây giờ anh nhớ ăn được bao nhiêu cuốn không? Anh chắc cũng có 90 cái vậy. Ăn cái bụng nãy nó đói làm sẹp sáng. Ta tính nãy 12 cái à. Con không biết bao nhiêu mà. 12 cái. Hồi sáng ăn cháo đậu vô. Giờ ra đây ăn cứng bụng luôn. Còn nghĩ một chén mắm thiệt đầy rồi mà ăn khô luôn còn chút nào mắm nữa. Khô mắm luôn à. Dạ. Đây nè. Wow, mời em nha. Ừ. Còn đen cán ớt riêng nữa. Ngon em. Ngon quá. Không, ớt tím dành nữa mới thơm. Thơm ở giòn. Tháo già luôn á. Ngon quá. Anh đây nó nồi tới chiều luôn á chứ. Anh đủ mời. Tôm đắt ngọt ghê, giòn giòn mà ngọt. Vậy là chiều nay anh em mình sắp xếp công việc rồi chiều anh em mình ra giao lưu một bữa đi được không? Chiều nay anh có cái đám nhà mới. Ấy cái người ta có mặt anh em hay là biết anh đi? Mình nghi mình đi chứ. Nghi đi biết đi hả? Mình cái thấy chỗ nó đông đông mình nghi mình đi chứ. Ngon lắm anh em ơi. Chạy mém nữa hả Biển? Này bà Yến. Mém coi mém toàn đen. Mực cũng toàn đen luôn. Wow, nó no. Ăn giờ khỏi ăn cơm luôn á. Khỏi. Không khỏi ăn cơm chứ ăn gì nữa. Chấm nằm đậm mới ngon em ơi. Anh em mém này anh em làm xiên bỏ một xíu thơm bèm mới ngon. Quá hấp dẫn. Cái này ở nhà mình có không con? Cái này ở nhà mình có không mày? Gõ nhà mình ngon. Vì là không, ở trong nhà mình có tí nó có vô ấy, mình hồi tôi chụp hình. Có quán. Ừ. Ngon. Mém ngon Biển. Ngon con. Dạ. Nhưng mà tấm thịt luộc cũng ba cái nha. À. Út đổi cho mấy nhỏ bạn trong thèm mấy cái
chấm chấm mực nhưng mà cay chút nữa. Trời. Ngon quá. Kheo. Đây đây đây. Ăn ăn cái con gì, ăn cái con tôm nó cục cục ngon này đi. Nó giòn. Tôm đất hả? Giá trị. Ngon ghê á. Tôm đất này nó ngon vô cô. Ừ, ngon. Vô cho mấy đứa nhỏ mẫu đứa mẫu cái. Không mua cái mực đứa nhỏ nên bỏ lên hai con cho mình cái con. Dạ. Đó không đâu đây không có mực biết. Ừ. Con mượn ra cho mắm với hủ mực đi má. Mực nó ra nó có một thời. Đúng rồi. Thôi mùa. Mùa nó. Rồi anh em ơi, chắc mấy anh em mình cũng dừng clip tại đây để cho mấy anh em hậu cần xe vô dùng ít muốn cuốn gì nhiều anh em ngại mới quay anh em. Đây không có vô hình được. Bây giờ mấy anh em mua sản phẩm ủng hộ mình thì cứ liên hệ trực tiếp Zalo mình nha, 0937 686 179. Anh em không cần kết bạn nữa, anh em cứ vô nhắn tin cho mình sẽ người trực tiếp lên lần cho anh em nha. Bây giờ mấy anh em mình xin phép dừng clip tại đây, hẹn người vào những video tiếp theo nha. Chào anh em, chào anh em.